Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một con xe Trek hàng xuất Nhật. Con này là FX1, xe sườn nhôm, sơn zin, 3 đĩa 7 líp, líp thả. Size ống đứng là 45, ống ngang tâm mấy tâm 53, bánh 700C. Vành cặp bánh chính hãng là Bulldozer, cam inox zin. Bây giờ mình quay cận cảnh nữa, các bạn cùng xem con xe này. Đây, xe zin toàn bộ luôn. Đây, Trek. Đây, cái logo của Trek đây. Các bạn nhìn thấy cái logo này thì biết rồi, logo của Trek. Tay đề bấm xả Shimano nhé. Đó, cái hàm thắng trước sau là của Tecro Mỹ. Đây các bạn có thể thấy cả cụ gôm nó còn zin là Tecro này. Đó, vành đây, vành là Bulldozer, vỏ 700 nhé, 700 nhân 35. Cái này thì chạy khá êm. Đây, 35 là cái hông cỡ ngang này. Cam inox xịn luôn, cam inox zin của nó. Vành vỏ còn rất mới. Đây. Đây, check. Con này là cái cùi đè trước đó. Cùi đè trước nhé, là nó là Shimano Tunay. Cùi đè sau, tức là cùi đè lip ấy, thì là Atut. Lip là xịn xò luôn. Shimano thả đây. Lip thả. Điểm đặc biệt của cái con này thì nó có cái lip cuối cùng, tức là lip số 1, nó rất to luôn. Leo dốc thì tuyệt vời. Đây, giỏ đĩa 3 đĩa. 3 đĩa 7 líp, líp thả nha. Líp thả xịn sò Shimano chứ không phải líp vặn nha. Bánh đây, Bulldozer luôn. Vỏ zin. Đây, vỏ zin còn rất đẹp. 700x35. Hông 35 chạy thì khá êm. Yên thì rất đẹp. Đấy. Bữa nay mình quay ngoài trời. Vỏ zin còn rất rất mới nha, rất đẹp luôn. Đây, đùm nhôm, đùm trước sau đều là đùm nhôm, đi nguyên zin theo cái bánh của nó luôn. Toàn bộ xe này còn quá ngon. Vô, mình gá máy, mình quay test cái chuyển động cho các bạn xem. Rất nhiều bạn sẽ nghĩ là cái líp này, tức là líp số 1 này, nó cao, nó cách cái này cả 2 phân, hơn 2 phân. Từ đây đến đây nó tầm 2 phân rưỡi. Thì là không biết nó có lên ngọt không. Bây giờ mình test cho các bạn xem. Test trả về này. Rồi, nó bắt đầu là số 7. Nếu mà tính là líp nhé, thì cái số này người ta tính thì trong này tính ra nha các bạn. Thì trong này ra nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó, bây giờ đang ở líp số 7, lên này. Đấy, nó lên. Không, lên nhẹ xuống vậy. Mình lên nhanh cho bạn xem nhé. Đấy, lên rất đơn giản, lên từ cái líp này lên đây lướt cái này lên chứ không có vấn đề gì, xuống cũng vậy luôn. Đấy, ok. Rất ngon, cùi này cùi Atut nha. Xe thì còn rất đẹp, xe này. Giá thì cực kỳ hợp lý luôn. Giá chưa tới 6 triệu. Thương hiệu của Mỹ. Tem thì nó nằm tới gầm lát, mình quay tem cho các bạn xem.
các loại kem này. Bây giờ nó đang ở cái đĩa số 2 ấy, về cái đĩa số 3 này. Đấy, về số 3 rất nhẹ mà nhạy đấy. Gần như không nghe tiếng kêu đúng không? Rồi, nó lên đĩa số 2 rồi đấy, lên đĩa số 3 tiếp này. Rồi đây, đĩa số 3 đây. À xin lỗi, đĩa số 1, đĩa lớn này, đĩa số 1. Nó đang ở đĩa số 1. Rồi ok, nói chung là bộ đề con này cũng rất ngon, mới và ngon nên nó nhảy đĩa nhảy líp đến mượt. Rồi bây giờ thì mình cắt chớn cho các bạn xem. Đây nhé. Đây, xem chớn con này này. Cứ yên tâm là con này cũng thuộc diện là siêu chớn. À, sườn của con này nó có củ phát lô tút luôn nhá. Đấy, nói chung là rất ngon. Đây, nãy mình chưa quên đi giới thiệu với các bạn cái cục này. Giá tiền thì hợp lý mà các cái tiện ích cũng rất là hiện đại nhé. Đây, cái cục này là cục Bluetooth, thu phát Bluetooth. Đó. Rồi. Mình quay ngoài trời cho nên nó sẽ không được rõ lắm. Rồi. Quay xa này không được rõ lắm. Đấy, con xe check này là giá chuẩn, là chuẩn giá chưa tới 6 triệu nha các bạn. Các bạn nào xem xong video này mà thấy xe thương hiệu mạnh, thương hiệu check, thương hiệu của Mỹ đó, giá thì hợp lý thì ủng hộ mình gọi số 0939006797 nha. Đây, mình zoom gần cái logo này để các bạn này, cần thiết thì các bạn ghi lại này. Đấy, shop là shop xe đạp Nhật. Địa chỉ là tại Cần Thơ. Số điện thoại liên hệ để chốt đơn là 0939006797. Còn bây giờ mình xin dừng video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video mới nhất. Mình nhắc lại giá xe chưa tới 6 triệu. Bạn nào thấy con này xịn sò, thương hiệu mạnh thì liên hệ mình để chốt.